Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Talk Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Real Sociedad đầu hàng trước nanh vuốt của Quỷ Đỏ. Manchester United có chiến thắng dễ dàng hơn dự đoán trước đối thủ được nhiều người đánh giá khó chơi là Real Sociedad. Manchester United nhập cuộc hơi thiếu tập trung và suýt chút nữa đã phải trả giá với tình huống sai lầm của Eric Bailly. Tuy nhiên người cũ của MU là Adnan Januzaj đã không tận dụng được. Những phút sau đó đội khách dần dần kiểm soát thế trận với những tình huống pressing tầm cao hiệu quả. Mark Rashford và Scott McTominay đều đã có những cơ hội để ghi bàn, song không thể tận dụng được. Trước khi Bruno Fernandes lên tiếng mở tỷ số sau một pha phối hợp lỗi của hàng thủ Sociedad, các cầu thủ MU tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội và lẽ ra họ đã có thể ghi nhiều hơn một bàn nếu các chân sút của Quỷ Đỏ không tỏ ra vô duyên. Hiệp một khép lại với lợi thế một bàn cho đoàn quân của Vin Sousa. Sang hiệp hai, đội chủ nhà Real Sociedad buộc phải vùng lên tìm kiếm bàn gỡ và đây chính là lúc MU phát huy thế mạnh chơi phản công của mình. Phút thứ 57, sau đường phát bóng chất lượng của Rashford, Daniel James phá vẫy việt vị rồi có pha chạm bóng kiến tạo cho Bruno băng lên dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Mặc dù VAR đã vào cuộc nhưng cũng không thể cứu cho Sociedad khỏi một bàn thua. Có lợi thế hai bàn, các cầu thủ MU càng đá càng hay, đặc biệt trong khâu phản công. Mark Rashford sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì cuối cùng đã nổ súng ở phút thứ 65 trước khi Daniel James hoàn tất một ngày thi đấu tưng bừng của Quỷ Đỏ bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 ở những phút thứ 90. Cuối trận, người hâm mộ Quỷ Đỏ còn được chứng kiến bàn hợp đồng bom tấn của họ Amad Diallo có những bước chạy đầu tiên cho áo đội 1 của MU. Với thắng lợi 4 sao ngay trên sân khách, Man United gần như chắc chắn sẽ lọt vào vòng đấu tiếp theo của Europa League. Tân tàu BSM nổ súng, Tottenham đặt một chân vào vòng sau. Các chân sút trên hàng công đồng loạt nổ súng giúp Tottenham dễ dàng đánh bại đội bóng nhược tiểu Wolfsburg. Tottenham dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và đoàn quân của Jose Mourinho đã sớm kết liễu trận đấu ngay trong hiệp 1. Sau hôm nay mở đầu với tỷ bàn thắng với pha đánh đầu cận thành sau đường đưa bóng vào của Gareth Bale ở phút thứ 13. Đến phút thứ 28, tiền đạo người xứ Wales tự mình ghi bàn sau pha xử lý đẳng cấp thường thấy ở Anh khi còn ở thời kỳ đỉnh cao. Lucas Moura khép lại một hiệp thi đấu hoàn hảo của Spurs với pha solo đầy kỹ thuật để nâng tỷ số lên 3-0. Ngay đầu hiệp 2, Jose Mourinho đã rút Son Heung-min ra nghỉ khi thấy kết quả đang vô cùng thuận lợi. Chính sự thay đổi này đã phần nào khiến Tottenham mất đi thế trận những phút đầu hiệp 2. Phút thứ 55, các cầu thủ Wolfsburg tổ chức pressing ngay trên phần sân của Tottenham, khiến các cầu thủ khách mắc sai lầm. Sissoko buộc phải phạm lỗi trong vùng cấm và Spurs phải chịu một quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Neil Dee đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Sau bàn thua, Jose Mourinho chỉ đạo các học trò chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm giữ vững lợi thế. Điều này khiến đội chủ nhà bất lực trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Những phút cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Carlos Vinicius ấn định kết quả 4-1 cho Tottenham với pha đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của Eric Lamela. Thắng trận này, Tottenham coi như đã đặt chân vào vòng đấu tiếp theo khi Wolfsburg tỏ ra quá yếu kém và gần như không có cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về. Ole Gunnar Solskjaer nói gì sau trận thắng hủy diệt của MU trước Real Sociedad? Nhà cầm quân người Na Uy Ole Gunnar Solskjaer đã có những chia sẻ khá khiêm tốn sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Real Sociedad tại trận lượt đi vòng 1/16 ở sân chơi UEFA Europa League. Trong cuộc đối sức diễn ra trên sân trung lập tại Italia, câu lạc bộ Man United đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đại diện của Tây Ban Nha Real Sociedad. Bruno Fernandes chính là người chơi hay nhất bên phía MU ở trận này với hai pha lập công ở các phút thứ 27 và 57. Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi Mark Rashford và Daniel James. Trận thắng đậm này giúp MU gần như đã cầm chắc chắn tấm vé đi tiếp, mặc dù phía trước vẫn còn trận đấu lượt về chờ đợi họ ở Trafford. Tuy nhiên, Jose Sousa vẫn tỏ ra khiêm tốn khi phát biểu sau trận. Ông nói với BT Sport rằng MU vẫn đang trong quá trình học hỏi. Chúng tôi đã ghi bàn và chơi một thứ bóng đá đẹp mắt. Các cầu thủ MU xứng đáng giành chiến thắng. MU sẽ chơi cực kỳ nguy hiểm nếu có những khoảng trống xuất hiện. Real Sociedad có những cầu thủ nguy hiểm khiến chúng tôi phải đá phòng ngự phản công. Và khi họ dâng cao tấn công thì chúng tôi đã tìm được những khoảng trống như mong muốn. Khi bị tấn công, bạn sẽ phải chớp những khoảnh khắc để tìm kiếm cơ hội. MU đang cải thiện chuyện này. Chúng tôi đang học hỏi và đó là nguyên nhân khiến đội không thể giành chiến thắng ở một số trận đấu gần đây. Quỷ Đỏ đang phải gồng mình thi đấu trên nhiều mặt trận trong một quãng thời gian rất ngắn. Đó cũng là lý do khiến huấn luyện viên Solskjaer buộc phải có sự xoay tua cầu thủ để giúp MU duy trì phong độ thi đấu. Ông nói thêm về chuyện này, chúng tôi sẽ cố gắng qua từng trận một, trước mắt là với Newcastle vào cuối tuần này. MU sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để tiếp tục duy trì động lực thi đấu.
Toàn đội vừa trải qua một giai đoạn khó khăn và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy chính mình tối nay. Đội chắc chắn vẫn sẽ xoay vòng cầu thủ, nhưng chúng tôi sẽ không vì thế mà tung ra sân một đội hình tầm thường. Muốn có Harry Kane mà cũng phải chi 150 triệu bảng. Tottenham đang gặp khó khăn tài chính, họ chỉ chấp nhận bán cho số 1 Harry Kane với giá 150 triệu bảng. Harry Kane năm nay 27 tuổi, độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Trong năm qua, tin đồn về tương lai của tiền đạo này xuất hiện nhiều hơn khi người ta cho rằng Kane muốn rời Tottenham để tìm kiếm cơ hội giành các danh hiệu lớn. Hiện tại cả MU và Man City đều theo sát Kane, trong đó Quỷ Đỏ là đội cần và quyết tâm giành tiền đạo này hơn. MU đang có mùa giải không tệ, nhưng họ thường xuyên ngã đau vì hàng công thiếu sắc bén. Cả Rashford, Martial và Greenwood đều chơi thiếu ổn định, trong khi Cavani lại không thể ra sân thường xuyên vì vấn đề tuổi tác. Theo Daily Mail, Tottenham vẫn xem Kane là cầu thủ không phải để bán. Tuy nhiên, áp lực tài chính có thể khiến họ phải làm điều này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Tottenham khá đánh đổi khi xây sân vận động mới với giá 1 tỷ bảng nhưng không thể khai thác vì dịch Covid-19. Mặc dù vậy, trong trường hợp xấu nhất, Tottenham chỉ chấp nhận đàm phán bán Kane nếu nhận được đề nghị từ 150 triệu bảng trở lên. Chủ tịch Tottenham Daniel Levy vốn là cáo già trên thị trường chuyển nhượng và ông hiểu rất rõ giá trị của Kane. Đây có thể là mức giá khiến MU cũng như các câu lạc bộ khác chuyển bước. Hợp đồng giữa Tottenham và Kane vẫn còn thời hạn đến năm 2024 nên họ sẽ thoải mái hơn trên bàn đàm phán. Trong khi đó, tiền lương của Kane không phải là vấn đề lớn với MU. Tiền đạo 27 tuổi người Anh đang nhận 200.000 bảng một tuần ở Tottenham và MU sẵn sàng tăng lên gấp rưỡi cho anh. Chelsea đón hai ngôi sao trở lại trước đại chiến Atletico. Trung vệ Thiago Silva cùng tiền vệ Kai Havertz đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ sẵn sàng cho trận đại chiến Atletico vào giữa tuần sau. Chelsea đang bay cao dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel với chuỗi 6 trận bất bại, trong đó toàn thắng 5 trận đấu gần nhất. Dù vậy, thử thách thực sự đang ở trước mắt chiến lược gia người Đức cùng các học trò. Sau trận gặp Southampton cuối tuần này, họ sẽ có màn chạm trán đội bóng dẫn đầu La Liga, Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới. Đây chắc chắn là trận đấu mà Chelsea cần có được sự phục vụ của những cái tên tốt nhất. Và tin vui đã đến khi Thiago Silva vừa trở lại tập luyện. Trung vệ người Brazil dính chấn thương đùi chỉ sau 36 phút thi đấu ở trận thắng Tottenham hồi đầu tháng này. Silva đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất của Chelsea, bất chấp việc người đóng thế Andreas Christensen thể không tồi. Huấn luyện viên Tuchel vẫn rất cần lão tướng 36 tuổi, đặc biệt là ở những trận đấu đỉnh cao. Trước đối thủ như Atletico, kinh nghiệm của cựu thủ quân PSG càng trở nên quan trọng. Ngoài Silva, buổi tập mới nhất của Chelsea còn đón chào cả sự trở lại của Kai Havertz. Tiền vệ bom tấn này chưa ra sân cho Chelsea trong suốt tháng 2. Dù chưa để lại nhiều dấu ấn, nhưng tuyển thủ Đức vẫn là cái tên đầy hứa hẹn và được kỳ vọng sẽ hồi sinh dưới thời Tuchel, giống như chân sút đồng hương Timo Werner. Hiện chưa rõ khả năng ra sân của Silva cùng Havertz ở trận gặp Southampton vào thứ Bảy. Tuy vậy, rất có thể họ sẽ sẵn sàng có mặt trong trận đại chiến Atletico Madrid. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.